Thưa quý vị, ngày hôm nay, cán bộ công nhân viên các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bắt đầu sử dụng giấy đi đường mới có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9. Tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố, các lực lượng chức năng đã triển khai kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại quận Sơn Trà. Thưa quý vị, sáng nay thì trên thành phố Đà Nẵng thì mưa vẫn đang rất to. Tuy nhiên tại các chốt kiểm soát liên quận trên địa bàn quận Sơn Trà thì các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 để kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân, đảm bảo là người dân ra đường đúng quy định, giữ vững vùng xanh Sơn Trà. Các lực lượng liên ngành gồm quân đội, công an, cảnh sát giao thông vẫn bám chốt để làm nhiệm vụ dừng đón phương tiện để kiểm tra dán đi đường QR code của người dân trước, trong và sau bão. Theo ghi nhận trong sáng nay, các trường hợp đi qua chốt đầu cầu Rồng đều đúng quy định. Với lực lượng vũ trang nhanh chóng triển khai các chốt dừng Nhà Bạc, hiện nay là thời tiết các đồng chí là cũng thấy là trời nó mưa và mưa rất là to, lượng người đi cũng đông. Nhưng về phần cơ bản là lực lượng dân đi là bảo đảm được vẫn theo cái giấy quy định của thành phố, cũng chưa có trường hợp nào mà phải tiến hành và xử lý. Nhận định nhiều người dân mang tâm lý chủ quan ra đường không đúng quy định nên quận Sơn Trà vẫn tiến hành chốt cứng tại các chốt khu dân cư. Hiện các đơn vị phối hợp dọn vệ sinh, sắp xếp lại các vật dụng, phương tiện, trang thiết bị tại các chốt kiểm dịch. Nhiệm vụ là phòng chống bão thì gắn liền với công tác kiểm dịch nên là lãnh đạo quận vẫn chỉ đạo các chốt, đặc biệt là các chốt tại cầu Rồng, chốt ở Ngô Quyền là kiểm tra. Sáng nay là khi mà bão đã ngớt thì nhưng mà mưa vẫn nhiều, lực lượng làm nhiệm vụ thì cũng ảnh hưởng. Do vậy là qua kiểm tra tại các chốt thì lãnh đạo quận là quyết định là phải khẩn trương dựng lại các lều bạt để đảm bảo công tác là kiểm tra kiểm soát. Dù bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hiện trên địa bàn thành phố vẫn đang có mưa. Vào thời điểm này, bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, cần sự ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch để đảm bảo giữ vững thành quả chống dịch của thành phố thời gian qua.